Đồ gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2018, Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu bộ tranh tứ bình gỗ gụ dày 5 phân được đục chạm hoàn toàn thủ công bằng tay. Sản phẩm này Thanh Luân hoàn thiện xong phần mộc, chuẩn bị cho vào mài giấy giáp và phun bóng mờ cho anh khách hàng ở Hải Phòng. Anh khách hàng đặt Thanh Luân rất là lâu rồi. Hôm nay chúng tôi mới xong được phần mộc thì cái bộ tranh tứ bình này rất là kén thợ làm, không phải ai cũng đục được, quen nối. Gỗ là dày 5 phân, đục tay 100%. Ở tứ bình, tùng cúc trúc mai. Ở bên cái cây tứ bình này thì chúng tôi thay bằng cái giỏ sen, thay bằng cây trúc. Tại vì tranh tứ bình mình đục trúc không được, không đúng kiểu. Tất cả các đường nét đục chạm là hoàn toàn thủ công. Và kênh bong mòi móc, móc tay rất là kênh bong. Rồi, móc tay rất là kênh bong. Tất cả đục chạm hoàn toàn thủ công. Bộ tranh này gọi là tranh tứ bình, gỗ gụ. Kích thước là 35 x 1m27, dày 5 phân, và 4-5 cái chữ này là một cái bài thơ xuân. Tôi sẽ đọc chi tiết này. Cái này là tông ngâm bạch tuyết thơ, thu ẩm hoàng hoa tiểu, xuân du phương thảo địa, hạ thưởng lục hà tài. Đầy đủ một cái bài thơ xuân hạ thu đông. Mùa xuân là cây mai đây. Đây là mùa hạ sen này. Đây là mùa thu là cây cúc và mùa đông là cây tùng. View cả nước quý vị đang xem đây là Thanh Luân quay trực tiếp tại đồ gỗ Thanh Luân cơ sở 1 nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Bộ này là bộ tranh tứ bình gỗ gụ, đục chạm hoàn toàn thủ công bằng tay, kênh bong ngoài móc rất là đẳng cấp. Tất cả đường nét này đục chạm rất là kênh bong rất là đẳng cấp. Được làm một chất liệu gỗ gụ 100%. Gụ mật. Khung này cũng dày 5 phân và cái ván này cũng dày 5 phân rưỡi. Khách đặt 5 phân thì tôi có gỗ thừa làm cả 5 phân rưỡi luôn. Trên này đục các cái bài thơ rất là hay. Xuân hạ thu đông. Mùa hạ là sen nở đây. Tức là mùa hè nó hoa sen nở. Thay bằng cái trúc mẫu tứ bình và đục sen thì nó đúng kiểu ở mẫu cổ. Là các cái bình đây tượng trưng cho bốn mùa thanh bình. Cái này nó có cái giải bút. Giải bút này rất là đẹp. Bút này. Bên này có cái bầu rượu tùy thơ và cái đồng tiền. Ở đây một cái lăng hoa quả tượng trưng cho sự đầy đủ. Ở cái bốn cái bình này tượng trưng cho là bốn mùa thanh bình. Tức là mùa nào cũng thanh bình. Điều mong ước của mọi gia đình. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay cái bộ tứ bình đục tứ quý xuân hạ thu đông đẹp như thế này, liên hệ ngay với đồ gỗ Thanh Luân qua số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Đồ gỗ Thanh Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Bộ tranh tứ bình này Thanh Luân làm theo đơn hàng của một anh khách hàng ở Hải Phòng. Thanh Luân hôm nay đã hoàn thiện xong phần mộc, sẽ cho vào đi hoàn thiện là full PU bóng mờ để cho khách hàng chiêm ngưỡng cái đường nét đục chạm là vô cùng tinh xảo như thế nào. Thanh Luân xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại khách trong những video clip sau. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay cái bộ tranh tứ bình đẹp như này hoặc là những cái bộ tranh tứ quý, Thanh Luân đang có rất nhiều đang trưng bày tại đồ gỗ Thanh Luân hai cơ sở, cơ sở 1 ở Phú Xuyên, Hà Nội, và cơ sở 2 ở số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Bộ này chúng tôi đã có khách đặt hàng. Quý khách có muốn đặt hàng cái bộ tranh giống như này liên hệ ngay với chúng tôi để đặt hàng. Thanh Luân xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.